Hôm nay mời các bạn cùng XTV mở lối đi riêng với các đội hình anti-meta cực mạnh trong đấu tranh chân lý 14.18B nhé. Hecarim, ẩn chính, liên hoàn. Ở 14.18B, Hecarim đã có nhiều cải thiện trong tấn công để có tiềm năng trở thành một carry mạnh mẽ. Vì thế giờ đây, đội hình liên hoàn trở nên đáng sợ hơn nhiều với một carry tuyến trước giấu sát thương và chỉ cần thời cơ là đã bay hoàn toàn tuyến sau của địch. Nổi bật nhất hiện nay là cách chơi reroll N7 xung quanh ẩn chính, liên hoàn. Đội hình tập trung vào sự kết hợp giữa liên hoàn và bảo hộ để gia tăng sức mạnh và chống chịu. Với sự hỗ trợ từ các tướng liên hoàn và ẩn chính, đội hình sẽ tối ưu khả năng carry của Hecarim kết hợp sát thương dồi dào từ Kalista và Serat khi 2 sao và đủ trang bị. Hecarim sẽ ưu tiên các món chống sốc như huyết kiếm và móng vuốt Serat để vừa tăng cường khả năng sinh tồn lại có sát thương dứt điểm. Đồ vật lý khác có tốc đánh sẽ cho Kalista, đồ phép cho Serat kết hợp với một đồ tốc đánh. Olaf thời không. Thực tế đã được một vài cao thủ nghĩ ra từ đầu mùa, nhưng khi đó Olaf còn quá yếu. Giờ mọi thứ đã khác và layup này comeback rất mạnh. Nếu bạn chưa biết thì tộc thời không sẽ choáng cả sàn trừ các tướng thời không, nhưng kỹ năng Olaf lại cho hắn miễn nhiễm khống chế nên bạn có thể cheat được quãng thời gian này. Cộng thêm việc mana được giảm thì giờ Olaf coi như lúc nào cũng trong trạng thái miễn nhiễm CC, quá hợp để đi với thời không. Đội hình cơ bản gồm 3 băng và 4 thời không. Chỉ cần ra được Olaf 2 sao và một tanker hay Karma 2 là coi như có thể thủ thoải mái. Việc còn lại là tích tiền lên 9, soi đối thủ tiếp theo để quyết định xem có nên mua bùa đánh nhau không. Đội hình về sau có Camille sẽ mạnh hơn. Thậm chí nếu lên được Camille 2 thì ta có thể đổi đồ từ Olaf sang và chuyển qua form Exodia 5 vàng. Trang bị Olaf bắt buộc phải có cung xanh vào trong bóng tối. Món 3 có thể là Sterak hay huyết kiếm. Đồ phép thừa sẽ đưa Karma phụ đam, ưu tiên một món giảm hồi máu. Jinx, thợ săn. Jinx là một trong các tướng được làm lại ở 14.18. Kỹ năng của nàng lép 3 vàng không còn gây sát thương chuẩn nữa, mà sẽ bắn ra tên lửa, gây thêm sát thương và bỏ qua 50% giáp của đối thủ. Sau khi được bắp thêm ở 14.18B, Jinx thực sự trở thành một lựa chọn khả dĩ. Trong bối cảnh các bài liên hoàn, tiên linh, pháo thủ đang được ưu tiên, thì Jinx cùng thợ săn được cho là lựa chọn ít bị tranh nhất, đồng thời lại dễ xây dựng. Đội hình gồm Twitch, Blitzcrank, Rumble, Nunu, Cogmore, Jinx, Olaf, Dyna, lên 9 thêm Smolder để thêm pháo thủ. Đồ cho Jinx sẽ là vật lý kết hợp tốc đánh. Khuyên bạn nên xài cuồng đao, cuồng cung và cung xanh. Đồ vật lý còn lại cho Olaf thường là huyết kiếm, móng vuốt Sterak vào cho bóng tối. Đồ thủ cho Nunu. Ziggs, Viron. Ong mật được làm lại với số lượng ong của mỗi tướng cố định là 5, qua đó giúp khả năng lăn cầu tuyết ở đầu và giữa trận ổn định hơn. Các buff này cũng đã thay đổi không ít bài anti-meta Ziggs Viron, vốn chỉ dùng khi được gọi sớm hoặc chống tranh bài, lại đang trở thành đội hình được chọn thường xuyên. Ngoài carry chính là Ziggs và phần nào đó Ahri phụ đam, về cuối ta sẽ bổ sung các ẩn chính mạnh mẽ như Tahmkent và Serat. Đó sẽ là nguồn sát thương cũng như khống chế không nhỏ, giúp cửa thủ kết liễu đối phương nhanh nhất. Khi đó, ta sẽ phải linh hoạt chọn hiệu ứng ẩn chính tối cao để khắc chế đối phương. Nếu chúng nhiều chống chịu, ẩn chính Serac với sát thương chuẩn là phương án cực tốt.
Về trang bị, Blitz của anh tỏ ra rất hợp với vị trí tiền tuyến, nên hắn sẽ cần thú tượng, giáp máu để trụ giao tranh. Với Ziggs, mũ thích nghi kết hợp các món phép như găng bảo thạch hay mũ phù thủy sẽ cường mạnh. Nomsi Reroll. Ở 14.18, Nomsi là một trong các đơn vị được làm lại rất đáng chú ý. Cụ thể, 50% sát thương kết liễu bị thừa ra sẽ gây lên hai mục tiêu gần nhất. Con số này sẽ tăng lên 4 khi kích mốc 3 rồng. Ngoài ra, tốc độ bay của kỹ năng Nomsi cũng được tăng đáng kể, giúp bé cóc rồng vận hành tốt hơn. Hơn nữa, việc hệ thợ săn được bắp mạnh cũng giúp lối chơi xoay quanh Nomsi khỏe hơn nhiều ở đầu trận. Điều này giúp khả năng lăn cầu tuyết bằng đội hình Reroll với Nomsi Carry rõ ràng được ưa chuộng hơn hẳn. Về cuối, Bria là sự bổ sung cực mạnh khi cô có cả sát thương lẫn khống chế diện rộng. Thêm Nasus để hoàn tất mốc 6 hóa hình và 2 hỏa. Đội hình cấp 9 gồm Nomsi, Elise, Shyvana, Swain, Nico, Nasus, Varus, Smolder và Bria. Về trang bị, Nomsi sẽ hướng tới Sojin, Vô Cực và Cung Xanh. Đồ đam còn lại cho Smolder, đồ chống chịu sẽ được Shyvana cầm với thú tượng, dây chuyền trục tội và giáp lửa. Pháo thủ băng giá. Các cao thủ từ siêu máy chủ Trung Quốc tiếp tục tìm ra đội hình cực mạnh mới mang tên pháo thủ băng giá. Khác với lối chơi xoay quanh Varus hay Smolder, ta nên khởi đầu với một chủ lực phép ở tuyến sau để cầm đồ hộ cho Huy. Thậm chí có thể tận dụng 3 thông đạo rất mạnh đầu trận để giữ máu và tích vàng. Một điểm lợi cực lớn của cách khởi đầu với thông đạo đó là ta sẽ rất dễ bổ sung các tướng băng để kích các mốc tộc hệ mạnh mẽ. Sau khi hoàn thành việc nâng cấp carry như Huy và Mordekaiser 3 sao, cờ thủ nên đẩy lên cấp 8 và thêm Tam Genge nhằm đạt 4 tiên phong. Với tuyến sau, các lựa chọn đa dụng như Bat, Zilin nên được hướng tới nhằm bổ sung sát thương cùng khống chế. Ngoài ra, Ahri sẽ đóng vai trò carry phụ nếu ta có nhiều đồ phép về cuối trận. Với một carry phép như Huy, thì Sojin là trang bị tối quan trọng để vận hành hiệu quả. Ngoài ra, hắn đều dùng tốt các đồ phép khác như mũ phù thủy hay găng bảo thạch. Hy vọng các đội hình này sẽ giúp bạn leo rank hiệu quả trong đồ chơi chân lý 14.18B. Vậy bạn còn đội hình nào bá đạo hơn nữa không? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!